Nghe tôi nói nè, phải chú ý cái thằng này. Đã hai lần rồi mình du di cho nó, lần này nó mà kiếm chuyện nữa hả, là bắt liền, không nương tay cho nó đâu, nghe chưa? Nhưng nó đang được quan thái phó nâng đỡ. Nếu mà không có quan thái phó đó hả, thì cái vụ vẽ voi đó nó chết từ lâu rồi. Lần này hoàng thượng không đỡ nổi cho nó đâu. Nhưng văn chương của nó chưa ai địch nổi. Chẳng lẽ hai ông tin một thằng con nít như vậy chưa biết lễ nghĩa là gì mà làm nên chuyện hay sao? Cái thứ này cho về giường đuổi gà đi. Không có ổn rồi. Hình như nó làm bài xong rồi. Lẹ thiệt. Đề này dù có sức chúng phải làm hết thời gian mới xong. Đúng là thằng bé đặc biệt. Đặc biệt cái gì mà đặc biệt? Coi chừng nó hổ láo, hoặc là lần này nó kiếm chuyện. Để tôi xem bà vợ nó kỳ này ra sao. Con xin phép quan cho con ra ngoài. Lính bắt nó. Dạ. Nhỏ đi vô. Buông ra. Đi. Nè, làm bài xong chưa? Sao không nộp mà bỏ đi? Làm không nổi phải không? Dạ, con làm bài xong rồi. Mà đọc lại á, thấy văn chương giả ẹt, thúi hoắc, người không vô, nên con không có nộp đâu. Mấy quan đừng có coi, thúi lắm. Nói gì là thúi vậy? Tôi đâu biết nó nói gì đâu. Tôi đâu biết đâu. Văn của ngươi hơn vạn người, cứ đưa đây. Thơm hay thúi á thì giám khảo sẽ tự suy xét. Con nói thiệt á quan, đâm làm bài mà con chịu không nổi luôn. Bài văn con thúi hoắc à. Bây giờ con phải đem kiếp chỗ chôn nè. Mà mấy quan đừng có coi nha, thúi lắm. Mấy quan mà đọc thúi đáng chịu. Đừng có trách con không nói trước nha. Thúi quá à, con hết chịu nổi rồi, để con kiếp chỗ chôn đây. Ê, đừng chôn. Chôn văn. Nó đem đi chôn. Trời, nó chôn văn sao? Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe nói ai chôn văn hồi nào. Lính. Dạ quan. Ngươi chạy theo nó, coi nó có làm giống y như vậy hay không. Dạ, đi, con nhanh biết đi. Rồi. Dạ. Được sự chấp thuận của chúa thượng, cùng các quan có mặt ở đây, có cả thằng nhóc này nữa nè, ta sẽ mở tang vật để cho các ông chứng kiến. Dạ bẩm quan, con nói rồi đó nha, dân con thối hoắc, mở ra thối đáng chịu, đừng có trách con à. Câm miệng lại. Kể từ giờ phút này, khi nào ta cho nhà ngươi nói thì nhà ngươi mới được nói, hiểu chưa? Ta xin mở cho các quan chứng kiến. Ôi trời ơi, Ôi, sao mà cứ vậy? Có trò gì nè? Ôi, chịu hết nổi rồi. Đó, con nói rồi mà mấy quan không chịu nghe. Đến đâu? Dạ. Đem tan vật, đưa nó cho chúa thượng trị tội. Nhanh lên. Dạ. Ai là người của tí ta? Quan thái phó, đúng rồi. Này lên tí. Trời, thú thiệt đó. Vừa có châu chấu, vừa nước tiểu. Tưởng tượng cái lúc mà mở ra, châu chấu nó bay tứ tung, chắc tức cười quá ha. Vậy bây giờ mình bỏ thêm châu chấu không? Thôi được rồi, anh đi đi, để em đo cho. Hả? Thiệt là hết nói nổi. Bây giờ đã giải tới sân rồng rồi sao? Dạ, bẩm quan. Quan ơi, quan cứu sư phụ tí đi quan.
thôi được rồi, để ta tới đó coi sao. Dạ.